Nắm nữa, ừ nắm đi để dỗ con câu sảy à. Giải sức à. Khó lắm hả? Cái cây ông Bảy cắm sâu không Phong? Ếch nè, con này chắc khoảng 100 gram không? Cả đó à. Dạ. Nè ông Bảy gỡ đi. Được. Con ếch này là chiến tích mà. Yên không? Lâu lâu dính con xứng đáng. Ếch này thì chỉ có 25.000 kg thôi. 27. 27.000 kg chứ. 27 cân xô luôn, ếch chết sống cân xô luôn đó. Dạ. Ừ. Gian khổ luôn. Dạ, gian khổ luôn. Đường thì trơn trượt nè. Mình thì ướt nha em nè. Ông khơm lên khơm xuống thì áo mưa như thế này nó không có chắc chắn rồi. Rồi thứ hai là buồn nữa. Ngứa đó. Ừ. Ngứa chân. Rồi buồn ngủ nữa nè. Rồi buồn nữa. Thật ra thì 61 tuổi như thế này thì không còn nhiều người có sức khỏe giống như ông Bảy đâu. Ông Bảy kia, ông Sáu thì 63. Và mỗi ngày như thế thì ông cứ khơm lên khơm xuống như thế này là 600 lần. Cũng cho mấy chú chưa thấy rồi vụ đặt lợp hả? Ừ. Lợp là không chết đó. Dở lên là đổ ra là không chết đó. Mà nó còn nghỉ. Nó còn gì? Còn nghỉ, không đặt nữa đó. Ờ. Bãi tao diễn luôn đó. Vất vả quá. Vui hồ xin chào cô bác Quýnh Trì ạ. Thì hôm nay giờ này là 11 giờ tối. Sau khi mà dùng cơm với ông Bảy xong thì ở nhà ông Bảy xong thì tụi mình đi cùng theo ông Bảy để đi thăm những cái cần câu mà chiều ông mất cắm xong. Mà mình với lại Phong không có dịp đi theo. Hai thanh niên mà đi không lại ông già luôn á. Trời. Ông Bảy có hai cái... Một cái gọng mà. Với là một cái vỏ sách. Cái vỏ sách bên đây thì đựng những cái cần câu. Đặt nó có bị hao hụt không mày? Là ông Bảy trước đây nói với con là 3 tháng làm đặt câu này, 3 tháng móc lúa hả? Ừ, móc lúa không có 3 tháng. Dạ. Yeah. Đây là đầu tháng 10 cắt được là xong rồi, 20 ngày là hết đồng rồi. Dạ. Yeah. Mình móc đi móc đâu có hết đồng. Hết đồng đi khao nữa. Trời, hết cái đồng xuống đó, dữ lắm, khao dữ lắm. Lạnh không vậy? À, dễ rồi, ừ, lạnh sao đi được. Gặp tôi đi lẹ là chú đi theo kia con. Ai cũng lại gai gai còn dễ, đi lẹ là chú còn mỏi chú còn lưng lúc sau. Một ông cụ 60 mấy tuổi đi bộ bỏ hai thanh niên cách xa hàng cây số. Vô cái vùng này rồi. Cái thời điểm mà này ông Bảy sẽ bước qua cái cây cầu khỉ nè. Ờ ghê quá. Hồ lội bộ. Mà lội đường đồng quá. Ông cháu đến cái nơi đặt rồi. Dính không Phong? Chưa. Dính được không? À, dính được không Bảy? Dính không cho tụi con xem với. Quay tụi con thử nhé. Trời. Thật mà quên lại. Rồi chưa? Rồi. Rồi chưa? Ếch này nhỏ quá không Bảy ha? Đang Bảy quay lại phe chiến tích tụi con thôi. Đó. Cần câu nào Bảy tự làm hả? Tự chuốc làm tấm lưỡi luôn chứ. Cho mồi là ăn ốc. Ừ. Nếu mà cho ếch mà ăn mồi mà ngon nhất là vẫn là cá. Cá chạch. Cá chạch nhưng mà không có tiền. Cho nên là ông Bảy với ông Sáu là đi bắt ốc.
để làm mồi cho cá. Cái cách mà ông Bảy làm một cái bờ bài như thế này nè. Đó, lán cho con ếch nó dễ thấy mồi nó ăn đó không? Dạ. Đắp một miếng đất lên. Đó, con thấy trà nè. Trà vậy thôi chứ trà mẫu mà. Dạ, trà bằng cái chân của mình không Bảy? Trà mẫu cho lán thôi. Rồi, làm người ta không có trà rồi đó. Cắm có nhiều kìa, 400-500 kìa. Nó dính kìa, mưa nó dính gọi đèn gỡ con này kia nhả rồi, kìa kia nhả. Ôi ông Bảy ơi, ông Bảy lớn không? Ừ, chút xíu à. Ba vụ đâu có ít bự không? Đông khi vừa quả nó được con. Này con nhái không Bảy? Nhái. Nãy giờ được nửa ký chứ không Bảy? Dễ rồi. Đưa được không? Tập ta mưa thì được. Chiều giá mưa không biết không mưa. Nhổ lên mà cái cây cần câu mà nó trống rỗng như buồn rồi. Đây. Có một chú ếch. Đây không ơi. Con ếch này bự nè. Con này tầm tầm. Hết câu mới biết nhiều không vậy. Chứ giờ mình còn đang nhổ đâu biết được. Chết con. Ồ. Hiện giờ thì đồ ruộng không có. Dạ. Cho tụi con tự cầm nha. Ông Bảy để cho tụi con thăm cây nào cây này nha. Ờ coi chừng nó xảy nắm ở trước đi. Dạ, tụi con dỡ lên thôi. Nắm ở trước. Nắm ở trước hả? Ừ, con nắm đó. Ừ nắm đi để dỗ con câu xảy à. Ờ. Giải sức à. À. Khó lắm hả? Cái cây ông Bảy cắm sâu không không? Ếch nè, con này chắc khoảng 100 gram không? Cả đó à. Dạ. Yeah. Nè, ông Bảy gỡ đi. Được, thấy chưa, lâu con ếch này là chiến tích mà. Yên không? Lâu lâu dính con xứng đáng. Ô, nó lè cái lưỡi nó ra kìa. Chết, xong nữa. À, bây giờ cái nghề này nếu như mà cực quá có người tài trợ cho ông đi bán với số, ông có chịu không? Thôi trời ơi, với số không bán, đâu bán rồi, thôi, không có được. Sao giờ? Bán không được đâu, bắt cỡ. Vô quán cái đằng nỉ, ôi trời ơi, hứa vô đó, tôi không được đâu. Ồ, vậy chừng 5 con, 6 rồi. Con, 6 con vậy được rồi, 6 con gần ký luôn. Rửa tay cái. Ếch nhỏ như thế thì ông bán khoảng bao nhiêu tiền, 25.000 một ký ông Bảy ha? 27.000 ký. Còn ếch bự thì 50.000. Ếch bự thì mình phân ra nha. Mình tự phân ra. Phân ra bán riêng à. Vậy để chung rồi nó căng không có tới giá ấy. 30.000 hết rồi. Cho con đi trước thử nha. Đây dính không? Không dính. Con thăm thử nha ông Bảy nha. Thật ra thì để mà lần theo cái đường này của ông Bảy đi á cũng khá là khó khăn. Đây nè, dính một con rồi nè. Đó. Ở đây thì chỉ có 25.000 ký thôi. 27. 27.000 ký chứ. 27 cân xô luôn, hết sống cân xô luôn đó. Dạ. Ừ. Đây tuyến đường ngoài trước mình đi thẳng hả? Hả? Tuyến đường ngoài trước mình đi thẳng nữa hả ông Bảy? Đây đó đi thẳng nữa hả? Thẳng luôn, thẳng hoài tới. À, buồn ghê á. Mà được đi ông Bảy. Ô. Oh, con bự hả? Nhỏ. Tụi nó quấn nhau nè. Quấn à, anh thăm một cần nửa phong thăm nha. À. À, không không dính nè. Cái đoạn đường này đi cũng vất vả nè. Tại vì lúa gài với lại cỏ nó che mất rồi. Cần này cũng không dính luôn. Ông Bảy với lại Phong thì đằng kia kìa. Cứ lụi hồi hai ông cháu cứ lụi hồi đằng kia mãi. Lúa gài là lúa không chín hả? Lúa gài khác chứ. Lúa này là lúa cơ không? Ừ. Lúa dại, lúa trời. Lúa mình. Ở đây không dính luôn nè. Nãy giờ thăm ông Bảy gần 5 cần. Nghe tiếng ảnh ương kêu. Không dính luôn. Sau lưng ông Bảy có một cái bọc mũ là cái áo mưa chứ ông Bảy? Áo mưa nghề hả? Bà mưa, bà vô. Rồi, ướt không Bảy? Đâu ướt. Dính không Bảy?
Dạ. Ra thì đây nè, mình mới thấy nè. Tất cả cái bao này là bao thức ăn ông sinh ra phải không? Mà to đúng. Chưa đâu. Hơn 12 giờ ông bảy. Hơn hả? Bao nhiêu chạy? Một em nữa nè. 12 giờ 10. Bây giờ một ngày hả? Đâu bao nhiêu chạy? Ông bảy nè mọi người. Ừ. Mau dữ trời. Nhổ ngày tháng 3 vậy. Nhổ đi. Nhổ ăn hàm nhổ đi. Thôi con coi nó thôi. Tụi nó lòi cái lưỡi ra luôn kìa. Ê ê. Lòi cái phổi ra. Bong bóng. Bong bóng hả? Thử đó. Con này bự gì ta? Thu bự con mà. Bự thu con lắm. Chết là chết. Lòi ra là chết rồi. Ừ. Chút xíu kìa. Mình phải đi thăm vào khung giờ này. Thứ nhất là kịp buổi sáng là bán cho lái. Tập tính của con ếch á là nó đi ăn vào đầu hôm. Dạ. Thì khi khoảng 7-8 giờ thì con ếch nó ăn. Mà để cho nó ăn nhiều á thì khoảng 10 giờ. Thì ông Bảy khoảng tầm 11 giờ đi thăm là vừa. Một em nữa. Coi ông Bảy đang gỡ lại cái cần nè. Người cái gậy nó đi dính cho lắm. Dính chùm lại à. Buồn ngủ không bay? Ừ, quen rồi đó buồn ngủ. Vừa bộ hông nè, ở chân thì kiến nha. Còn ở đây thì những cái hộp xương lúa nè, bám lên lúa lạnh nè, lạnh ở dưới đùi nè, quần bảy ướt hết rồi. Ở trên này một cái áo mỏng nè, ôi sao một cái áo mưa. Mà đêm thì chỉ có 100.000. Thật ra thì anh em của tụi mình khi mà đi theo ông Bảy á, thì hôm nay á là trời không mưa. Nếu như mà trời mưa lách tách hoặc là gỉ gã thì lạnh lắm hay không ha? Gian khổ luôn. Đường thì trơn trượt nè. Mình thì ướt anh em nè. Ông khơm lên khơm xuống thì áo mưa như thế này nó không có chắc chắn rồi. Rồi thứ hai là buồn nữa. Ngứa chân. Rồi buồn ngủ nữa nè. Rồi buồn nữa. Thật ra thì 61 tuổi như thế này thì không còn nhiều người có sức khỏe giống như ông Bảy đâu. Ông Bảy kia, ông Sáu thì 63. Và mỗi ngày như thế thì ông cứ khom lên khom xuống như thế này là 600 lần. Cũng như mình lao động luôn, có gì đó. Đi 300 lần cho đi cắm vào buổi chiều. Và 300 lần cho đi thăm vào buổi tối. Cộng thêm đó là ông phải đi bắt 7 ký ốc, phải không Bảy? Khoảng 7 ký không? 7 ký, hai ông nhiều lắm rồi, 10 mấy ký, nhưng mà người này bắt phải khẩm. Mỗi người thì 7 ký ốc và việc vớt ốc đối với ông thì cũng là khó khăn và thời gian vớt ốc thì cũng lâu hơn Bảy ha. Và ông phải vớt ở dọc những cái con kênh hả? Hay là trong cánh ruộng này luôn? Kênh mình đi xuống nãy đó, kênh còn khác đó. Dạ, thì cái công việc đó hàng ngày đối với ông thì nó cứ lặp đi lặp lại suốt à. Đối với mình với lại Phong á chỉ gỡ khoảng hơn 10 cần thôi. Nhưng mà cái nó giống như là một là mỗi cái đầu gối nè. Hai là cái việc mà khom lên khom xuống ấy, nó dễ gây cho mình bị choáng phải không? Mà đối với ông Bảy thì ông Bảy nói là tâm sự vào khoảng 3 giờ chiều á thì thời tiết nắng nóng. Ông phải làm một cái công việc đó là uống viên thuốc 1.000 đồng hoặc là ông đem theo cái dĩ đó 10.000 đồng cho 10 viên. Không phải khi nào mà ông cảm thấy lên máu thì ông uống vào và ông tự làm bác sĩ cho mình luôn. Hiện nay thì trên cơ thể ông Bảy đang quải với hơn 2 ký, khoảng 1 ký, khoảng 2 ký ớt nè. Rồi bên đây có cả cần nữa đó, rồi thêm cái đèn ở trên đầu nữa đó, ở dưới này thì chân trần nè. Ở những cái bờ mẫu khô như thế này nè thì tụi mình đi đỡ hơn. Còn những cái bờ mẫu mà nó sình lại như thế này thì ghê lắm. Phong thì bị trợt mấy lần luôn. Ông Bảy khoảng bao lâu thì ông sẽ nghỉ ngơi này không Bảy? Chắc mùa sau mới nghỉ, mùa sau nghỉ rồi. Sao vậy? Mùa sau cảm thấy tội quá. Sao tội? Tôi nghĩ tội lắm chứ.
Nhìn thấy nó bị dính hả? Ừ. Dính mình gỡ ra. Chú gỡ gọn cái đàn chú biết rồi. Dính quơ đỡ thôi, tay là lụ giải ra ra ra. Nó muốn dậy đi đúng không? Ừ. Cần này không có nè. Dạ, cái cảnh cái chỗ tóm của ở đó là cầm có ít không đó, mà ta nghĩ thế còn hai anh em. Ờ. Có nhiều người thì làm nghề như ông Bảy nhưng mà người ta bỏ nghề. Bỏ nghề hết. Tại vì họ thấy khi mà những cái con ếch á, nó cứ khi mà nó dậy ra thì hai cái tay nó lại chổi ra trước cái cần đây. Nè, tụi nó đang cố gắng thoát thân thôi không ha. Mắt móc vô cái mỏ nó nên nó hết thoát. Hết thoát được. Rồi lạc lợp nữa, chú cho mấy chú chưa thấy rồi vụ lạc lợp hả? Lạc lợp là không chết đó. Dở lên là đổ ra là không chết đó. Mà nó còn nghỉ. Nó còn gì? Nghỉ không đặt nữa đó. Ờ. Nó nhảy đến nỗi ông Bảy nói là nó nó quay nghiêng rồi quay tới rồi con này nó bỏ luôn cái bao tử của mình để mà nó thoát thân. Đó. Bao tử lòi ra nữa nè. Dạ. Thấy con này chết rồi, vô ổng chết rồi. Bắt được nhiều vui thì vui nhưng mà thấy tội. Nó ở trong lòng nó cũng không thoải mái không Bảy ha. Sống thì cầm mết làm mết không. Ừ. Mình phải nghỉ bớt thì còn hai anh em. Hai anh em vì cuộc sống khó khăn quá mà chưa tìm được cái nghề gì phù hợp nên thành thử ra là vẫn đeo bám với cái nghề bắt ếch này. Đi đeo vậy không nghĩ cho được. Mình có gỡ cái đưa cái tay ra. Trội cái tay ra nè. Lộ con móng mặt trên. Cái quần ướt hết luôn rồi nè. Chơi mùa xương mùa không ướt gì được. Dạ. Đây là những cái bông cỏ nè. Cái chân thì ở dưới thì lúc nào cũng ướt hết. Ông Bảy thì có một cái bàn tay lem luốc. Ngoài một cái mảng sáng của mình với lại Phong với lại ông Bảy thì nguyên cả một cái cánh đồng trống này không thấy ai Phong ha. Tại vì thời điểm này gần 1 giờ. Sáng kìa, sáng kìa. Ví dụ đi bắt cua, bắt ốc kìa, còn như ông... Ví dụ câu gì hay vậy? Nhất. Nghe chưa? Hai chú thấy gian nan rồi. Mới kiếm được cái đồng tiền, chứ phải dễ đâu. Mỗi tháng ông Bảy nói xài bao nhiêu tiền? Sắp 5-60 giờ, thiệt chứ, đó có thiệt à. 50-60 ngàn tháng là có thiệt đó hả? Ừ. Là hơn nửa tháng nay là, tháng nay là mới mua cá lóc buổi sáng đó. Như ăn này không à. Chứ đâu có ăn đâu nhiều gì đâu, tôi không mua gì đâu. Cần cuối cùng mà mình với lại ông Bảy với lại Phong thăm trong đêm tối nay. Ý thì bán được khoảng hơn... tám mấy ngàn 3 ký ếch ở trên cơ thể nè với lại khoảng 1 ký cần 1 ký không Bảy à. Khoảng 2 ký cần là 5 ký nằm hai bên vai của ông Bảy á. Tụi mình đi không mà còn không xong nữa nè. Còn trật lên trật xuống một đêm dài đằng đẵng. 3 ký thì 25 ngàn 1 ký. 3 ký thì 75 ngàn với cái kia 6 ngàn nữa là 81 ngàn. Cho 253 cần. Gần qua 26-3 là rồi. Gần như là trắng đêm mới có được có 3 ký nhái à. Ký ớt à. Ồ mình ướt hết luôn nè. Đi qua không ướt cho được. Đối với nhiều người thì 60 mấy tuổi bây giờ hiện nay thì đang ở nhà ngủ ăn giấc rồi. Còn ông thì lộ mộ ở trong đêm. Thôi nằm ngồi nghỉ tí xíu đi ông Bảy ơi. Tại ngồi có đồ ngồi dẫm rồi nằm nữa. Ồ, vậy hả? Ông Sáu được nhiều không ông Sáu? 2 ký rưỡi. Ông Sáu gọng đâu rồi? Nãy giờ ông về lâu chưa?